test flycam M9 của anh Nguyên ạ. Flycam anh Nguyên thì anh có nhận về máy của mình bị lỗi ở tay cầm nó không lên. Thì cái này lỗi bên nhà sản xuất thì em đổi cho anh tay khác rồi nhá. Đây là cái tay mới của anh. Em đổi cho anh cái tay mới này, lên rồi. Đây ạ. Nó siêu từ con ốc luôn. Đây máy của mình. Cái gimbal này. Đây. Hình ảnh chuyên về này. Anh đây. Hình ảnh chuyên về, anh cho em xem. Em cho anh xem wifi luôn. Đây wifi của mình ấy nhá. Anh nhìn rõ tên wifi này. Đây mã riêng của máy ấy. Đây, máy kết nối dây cầm rồi, bây giờ em thử khởi động này. À, chuyển đến cụm gimbal trước nhé. Đấy, em cho lên xuống này. Bấm lên xuống này. Đấy. Giờ khởi động. Để điện thoại xa chút. Ok. Khởi động rồi. Đây nhá. Đợi tay kết nối máy khởi động bình thường. Thì hiện tại flycam anh hoạt động bình thường, nên em xin phép là gửi trả lại máy cho anh ạ.